Hai ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn sông Lam tiếp tục đổ về hạ du, ảnh hưởng trực tiếp đến các huyện đồng bằng của tỉnh Nghệ An. Một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Đô Lương, với khoảng 120 hộ dân bị nước lũ dâng vào nhà, làm ngập sâu, có nơi hơn 1,2 mét. Người dân ở đây cho biết, đây là lần thứ hai trong năm nước lũ dâng cao và lên nhanh. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán người già, trẻ em và đồ đạc đến nơi an toàn. Nước ngập trong nhiều giờ đã làm đảo lộn đời sống người dân. Một lượng lớn rác thải trong khu dân cư tràn ra gây ô nhiễm môi trường. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương đã yêu cầu các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và có giải pháp vệ sinh môi trường sau khi nước rút.